nhân là NDC ở phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, từng bị ngừng tuần hoàn ngoại viện khoảng 10 phút. Trước đó, bệnh nhân bị đột quỵ ngã khuỵu khi đang chơi thể thao. May mắn tại thời điểm đó, anh Tạ Đức Huy, nhân viên y tế của bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cũng có mặt ở đó. Nhận định bệnh nhân bị ngừng tuần hoàn, anh Huy đã thực hiện ép tim tại chỗ rồi đưa thẳng bệnh nhân đến khoa cấp cứu bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Sau khi nhận định nguyên nhân gây đột quỵ cho bệnh nhân là nhồi máu cơ tim, các bác sĩ đã can thiệp tim mạch, tiến hành nong bóng động mạch liên thất trước, đặt một stent. Sau đó bệnh nhân được chuyển về khoa hồi sức tích cực chống độc để tiếp tục điều trị. Sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã tỉnh và được rút ống nội khí quản. Sau 11 ngày, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Theo bác sĩ Hoàng Văn Thọ, khoa hồi sức tích cực chống độc, các ca ngừng tuần hoàn cần được nhận định và cấp cứu nhanh chóng, đúng kỹ thuật cấp cứu càng nhanh thì khả năng bệnh nhân tỉnh lại càng lớn. Khi phát hiện nạn nhân trong tình trạng ngưng thở, cần nhanh chóng tiến hành các bước cấp cứu ngừng tuần hoàn theo trình tự, gồm khai thông đường thở, thổi ngạt cho bệnh nhân, ép tim ngoài lồng ngực và đưa ngay vào viện. Bác sĩ Thỏ cũng khuyến cáo người dân cần kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và loại bỏ những nguy cơ bệnh tật tiềm tàng trong cơ thể.